Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức bình luận hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu và chủ nhật của Đài Truyền hình Việt Nam. Hôm nay là thứ ba ngày 24 tây tháng 9 năm 2024. Chương trình tin tức và bình luận hôm nay sẽ có hai video và ra mắt cách nhau 15 phút. Trong video 1 của hôm nay, Việt Linh có một bản tin Hoa Kỳ và một bài bình luận xin gửi đến quý vị thính giả. Chúng ta bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ đầu tiên. Thượng nghị sĩ Raphael Warnock chỉ trích Mark Robinson về các bài đăng bị cáo buộc phân biệt chủng tộc. Ông ta là người da trắng thượng đẳng trong bộ mặt và cơ thể của một người da đen. Kính thưa quý vị, đảng viên Dân chủ Georgia đã xác định một chiến lược thô thiển do Donald Trump khai triển để quảng bá các ứng cử viên da đen không đủ tiêu chuẩn nhằm gây nhầm lẫn cho cử tri. Thượng nghị sĩ Raphael Warnock, Đảng Cộng hòa Georgia, đã chỉ trích ứng cử viên thống đốc của North Carolina, Mark Robinson, gọi tên da đen phân biệt chủng tộc này là một kẻ da trắng thượng đẳng trong cơ thể của một người da đen. Trích dẫn những bình luận phân biệt chủng tộc mà ứng cử viên này bị cáo buộc đã đưa ra trên một trang web khiêu dâm nhiều năm trước đây. Mark Robinson, người giữ chức phó thống đốc của tiểu bang North Carolina, đã gây ra tranh cãi mới về một báo cáo của CNN, trong đó phát hiện ra những bình luận được cho là của Robinson trên trang web khiêu dâm Nude Africa từ năm 2008 đến năm 2012, bao gồm cả việc nói rằng ông ta sẽ ủng hộ sự trở lại của chế độ nô lệ và tự gọi mình là Đức Quốc xã da đen. Robinson đã phủ nhận việc đăng các bài viết đó và tuyên bố sẽ tiếp tục ra tranh cử mặc dù phải chịu áp lực từ Đảng Cộng hòa kêu gọi ông ta từ chức. Donald Trump, người đã ủng hộ Robinson vào tháng 3, mặc dù ông này có tiền sử đưa ra những bình luận gây tranh cãi, đã chê thậm tệ ông Martin Luther King Jr. không xứng với biểu tượng dân quyền. Donald Trump đang cố gắng tạo khoảng cách với ứng cử viên da đen này. Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình Inside with Jen Psaki của MSNBC, phát sóng vào ngày Chủ nhật, Raphael Warnock không đồng tình với phép so sánh này khi nói rằng: "Tôi có thể nói với bạn, với tư cách là một mục sư của nhà thờ Ebenezer Baptist, nơi Martin Luther King Jr. đã từng phục vụ, rằng Mark Robinson, ông ta không phải là Martin Luther King Jr. Ông ta là sự đối lập với mọi thứ mà tiến sĩ King đại diện. Ông ta là người da trắng thượng đẳng trong cơ thể và gương mặt của một người da đen." Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Raphael Warnock kêu gọi cử tri North Carolina đừng quên rằng Trump đã quảng bá Robinson như một phần của chiến lược mà ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa đã khai triển trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022 khi Trump ủng hộ Herschel Walker, một ứng cử viên da đen gây tranh cãi là người mà Raphael Warnock đã đánh bại. Raphael Warnock nói rằng Trump có một lịch sử lâu dài về điều này. Ông ấy đã thử điều này trong cuộc đua của tôi. Ông ấy đưa ra một ứng cử viên da đen không đủ năng lực và trình độ để phục vụ. Cử tri sẽ bối rối về việc người này đại diện cho ai. Người dân North Carolina xứng đáng được hưởng điều tốt đẹp hơn. Donald Trump đã ủng hộ Herschel Walker trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa cho cuộc đua vào Thượng viện Georgia năm 2022, mặc dù cựu cầu thủ bóng bầu dục này đã thể hiện nhiều khuyết điểm rõ ràng. Herschel Walker, người bị ảnh hưởng bởi các cáo buộc về bạo lực gia đình và tiết lộ về hai đứa con chưa được tiết lộ trước đó, cùng với những điều khác, đã thua Raphael Warnock trong cuộc bầu cử vòng 2 với gần 3% điểm. Một số thành viên trong nhóm của Mark Robinson đã rời khỏi chiến dịch của ông ta sau báo cáo của CNN, bao gồm cố vấn chiến dịch hàng đầu Conrad
Bovorensky và giám đốc chiến dịch Chris Rodiger. Và sau đây là bài bình luận chính trong chương trình hôm nay, kính thưa quý vị. Với nhan đề Trump for sale, Trump đang được rao bán. Kính thưa quý vị, vào tháng 6 năm 2015, Donald Trump đã đi xuống thang cuốn giác vàng và tuyên bố mình là một tỷ phú, có tiền và tài sản lớn và là người không thể bị mua chuộc. Trump nói trong bài phát biểu khai mạc chiến dịch tranh cử tổng thống của mình rằng: "Tôi dùng tiền của chính mình để tranh cử. Tôi không dùng tiền của những người vận động hành lang. Tôi không dùng tiền của các nhà tài trợ. Tôi không quan tâm. Vì tôi thực sự giàu có mà." Vâng, đúng như vậy thưa quý vị. Donald Trump là người đã tự tài trợ phần lớn cho chiến dịch bầu cử sơ bộ năm 2016 của mình. Ông ta đã chạy đua với một nhóm các chính trị gia đảng Cộng Hòa chính thống hơn. Mỗi người đều được các siêu PAC hỗ trợ với các khoản tài trợ hàng triệu đô la từ các nhà tài trợ giàu có. Và sau đó là ứng cử viên đảng Dân Chủ bà Hillary Clinton, người mà nhiều cử tri coi là hiện thân của một tầng lớp giàu có trong giới chính trị ở Washington. Bây giờ, gần một thập niên sau, thì Trump đang chạy đua với tư cách là một ứng cử viên công khai để rao bán bản thân mình. Trump đã nói rằng ông ta sẽ cung cấp những công việc béo bở cho các nhà tài trợ như Elon Musk, hứa sẽ ưu ái các giám đốc điều hành dầu mỏ, khoe khoang với những người giàu có về việc cắt giảm thuế mà ông ta có thể thực hiện và thậm chí đã dành thời gian ra khỏi chiến dịch của mình để đưa ra một dự án tiền điện tử cho các người con trai của mình. Nói rõ hơn, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa đang công khai rao bán giá trị bản thân cho các nhà tài trợ lớn theo cách chưa từng có trước đây. Người Mỹ hiện tại có thể mua cổ phiếu DGT, tức là Donald J. Trump, trên thị trường chứng khoán dưới hình thức cổ phiếu trong công ty mẹ được giao dịch công khai sở hữu trang mạng xã hội của ông ta là Truth Social. Doanh thu của công ty này rất ít ỏi, với giá cổ phiếu chạm mức thấp nhất mọi thời đại. Nhưng mà nó vẫn được hỗ trợ và nó vẫn còn sống sót bởi cộng đồng người hâm mộ chính trị của Donald Trump, là những người trung thành, những kẻ biết mua vào là lỗ vốn và có thể trắng tay, nhưng mà thà chết không hy sinh, quyết một lần tận trung với giáo chủ và không đóng tiền mặt, thì bây giờ dùng tiền đó mua cổ phiếu cũng là một cách ủng hộ nhiệt thành với giáo chủ. Fred Wertheimer, một cựu chiến binh trong nhiều thập niên đấu tranh về tài chính, chiến dịch và đạo đức chính phủ, đã nói rằng Donald Trump chỉ nghĩ rằng mình đang hoạt động trong thế giới của riêng mình. Những gì mà ông ta đang làm là vô cùng trơ tráo. Khi vừa yêu cầu nhận được một số tiền lớn, vừa nói với mọi người rằng ông ta sẽ làm gì cho họ để đổi lại. Nói tóm lại, tôi chưa từng thấy ai làm được những gì như ông ấy đang làm. Kính thưa quý vị, chiến lược mới của Trump có thể tạo ra cơ hội cho đảng Dân Chủ nếu Phó Tổng thống Kamala Harris và chiến dịch tranh cử của bà có thể nắm bắt được điều đó. Trong một cuộc khảo sát được công bố vào trước cuộc tranh luận tổng thống, Trung tâm nghiên cứu Pew Research đã phát hiện ra rằng cuộc đua tổng thống là ngang bằng 49% cho Harris so với 49% cho Donald Trump. Pew Research lưu ý một lĩnh vực mà hầu hết người Mỹ cho biết là họ không có nhiều niềm tin vào bất kỳ ứng cử viên tổng thống của đảng nào. Chỉ có 37% người Mỹ tin rằng họ biết là Trump sẽ kiếm được tiền từ chính trị, nhưng mà chỉ có 32% nói như vậy về bà Kamala Harris. Thank you.
hình ảnh của Trump trước đây như một người ngoài cuộc chơi chính trị. Ông ta là một doanh nhân. Ông ta không sợ bị tác động hay làm đảo lộn các chính sách chính trị đã thúc đẩy ông ta chạy đua cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa năm 2016. Trump đặc biệt nhắm vào cựu thống đốc Florida Jeb Bush, người hưởng lợi bằng cách gây quỹ bùng nổ nhờ ảnh hưởng từ cựu tổng thống George W. Bush. Trump nói với đám đông ở Iowa về các đối thủ của chính mình, không lâu sau khi chiến dịch của ông ta ra mắt, và nói rằng họ sẽ bị những người vận động hành lang của họ điều khiển, những người họ đã quyên góp rất nhiều tiền cho người này. Jeb Bush đã quyên góp được 107 triệu đô la. Các siêu PAC đang làm hỏng các ứng cử viên tổng thống chỉ vì tiền. Các siêu PAC là một trò lừa đảo. Họ không trung thực. Họ sẽ sai khiến các tổng thống để đưa ra nhiều quyết định tồi tệ. Những người Cộng Hòa làm việc trong các chiến dịch chống lại Trump, họ còn nhớ lại thông điệp này là đặc biệt tàn khốc. Nếu không muốn nói là đặc biệt mới lạ, Alex Goldman, khi đó là giám đốc truyền thông cho chiến dịch tranh cử tổng thống của Thượng nghị sĩ Marco Rubio, đã lưu ý rằng rất nhiều ứng cử viên đã cố gắng chạy đua với tư cách là một người ngoài cuộc để chống lại Donald Trump, nhưng mà cho biết chiến thuật này nó đã không được hiệu quả so với Donald Trump với tư cách là một nhà phát triển bất động sản ở New York. Alex Cohen nói rằng đó là một thông điệp nổi bật nhất của ông ta vào năm 2016. Ông ta là một sứ giả đặc biệt tốt cho thông điệp này, bởi vì ông ấy là một người ngoài cuộc thực sự, và nó cũng bào chữa cho tất cả những điều không theo thông lệ như từ trước đến nay. Khi mà Donald Trump thẳng tay tấn công ông John McCain, tấn công các nhà lãnh đạo Đảng Cộng Hòa, và đối với nhiều người Mỹ thì họ cho đó là những điều mới mẻ. Đó là một phần đã khiến cho họ bỏ phiếu cho ông ấy năm 2016. Nhưng bất chấp lời hùng biện của mình, Trump đã không làm gì nhiều để làm sạch đầm lầy Washington sau khi nhậm chức. Trump đã không thực hiện lời hứa thoái vốn ra khỏi các công ty kinh doanh của mình. Khách sạn của Trump nhanh chóng trở thành nơi tụ tập của những người hy vọng giành được sự ưu ái của Trump, cũng có thể làm đầy túi của ông ta. Donald Trump đã bổ nhiệm những người vận động hành lang vào các vị trí quan trọng của chính phủ như là giám sát quốc phòng, thương mại và bảo vệ môi trường. Trump đã kiếm tiền tới 160 triệu đô la từ các giao dịch kinh doanh quốc tế trong thời gian làm tổng thống. Tiffany Mueller, chủ tịch của nhóm tài chính vận động tranh cử của đảng Dân Chủ, thuộc nhóm And Citizens United, cho biết rằng ông ta đã và sẽ luôn là một kẻ lừa đảo, chỉ biết nghĩ đến bản thân và bất cứ điều gì giúp ông ta có được quyền lực. Tất cả những lời hứa của ông ta đều bị vứt ra ngoài cửa sổ. Thay vì làm sạch đầm lầy, thì ông ta lại mang đầm lầy đến với mình và tài sản của mình chỉ để kiếm tiền. Thưa quý vị, cần phải nói rằng sự tham nhũng của Donald Trump không phải là vấn đề trọng tâm trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden năm 2020. Sau khi ông Biden nhậm chức, Đảng Dân Chủ đã đưa ra luật cải cách chính phủ mang tính biểu tượng của họ, chủ yếu như là một cách để bảo vệ quyền bỏ phiếu, nhưng không đề cập gì đến vấn đề tham nhũng. Trong khi đó thì Trump vẫn tiếp tục đan xen lợi ích chính trị và kinh doanh của mình kể từ khi rời nhiệm sở. Mặc dù ông ta đã bán khách sạn của mình, nhưng mà ngoài dự án tiền điện tử và mạng xã hội Truth Social, thì ông ta cũng đang rao bán kinh thánh, thẻ giao dịch NFT, giày thể thao. Và điều đó đã khiến ngay cả một số đồng minh của ông ta cũng cảm thấy khó chịu với một tên gian thương lừa đảo, cái gì cũng bán được. 4 năm sau, khi mà Trump chạy đua để giành lại tòa Bạch Ốc, Trump đã phải đối mặt với tình trạng thiếu tiền mặt liên tục, bởi vì chi phí pháp lý của ông ta đã chuyển hướng một lượng tiền lớn khỏi chiến dịch tranh cử của ông ta vào năm 2023.
và Biden bắt đầu cuộc tổng tuyển cử với lợi thế tài chính đáng kể. Trump đã thu hẹp khoảng cách sau khi giành được đề cử của Đảng Cộng Hòa và sau màn trình diễn tranh luận thảm hại của Biden. Nhưng mà việc lựa chọn bà Kamala Harris làm ứng cử viên của Đảng Dân Chủ đã tạo ra một làn sóng nhiệt tình và gây quỹ lớn, khiến cho Donald Trump tụt hậu đáng kể. Và việc gây quỹ nhỏ của Trump không bằng mức của năm 2020. Trong khi bà Kamala Harris đã huy động được khoảng 42% tiền mặt cho chiến dịch của mình tính đến tháng 7 từ các nhà tài trợ đóng góp dưới 200 đô la. Theo trang web tài chính chiến dịch Open Secret, Trump chỉ huy động được có 32% từ các nhà tài trợ nhỏ. Và giải pháp của Trump là tích cực gây quỹ từ những người giàu có, thường đưa ra những lời hứa rõ ràng để đổi lại. Trong một buổi gây quỹ lớn đầu tiên sau khi giành được đề cử của Đảng Cộng Hòa, Trump đã nói với đám đông những tên tỷ phú, triệu phú rằng ông ta sẽ gia hạn các khoản cắt giảm thuế mà ông ta đã thông qua vào năm 2017. Phần lớn lợi ích trong số đó chảy vào túi của những người Mỹ giàu có nhất. Vào tháng 3, Trump đã rút lại lời kêu gọi cấm ứng dụng mạng xã hội TikTok do Trung Quốc sở hữu, sau khi ủng hộ nhóm bảo thủ của Jeff Zients, một nhà đầu tư tỷ phú của TikTok và là một trong những nhà tài trợ chính của Donald Trump. Rồi vào tháng 4, thưa quý vị, Trump đã hứa sẽ thực hiện một thỏa thuận với ngành công nghiệp dầu mỏ và ông ta nói với các giám đốc điều hành của Chevron, Exxon và các công ty khác rằng nếu tất cả những người họ cùng nhau huy động được 1 tỷ đô la cho chiến dịch của ông ta, thì nếu đắc cử ông ta sẽ nhanh chóng đảo ngược các chính sách về môi trường do chính quyền Biden đưa ra. Nhưng gần đây nhất, trong bài phát biểu về kinh tế tại thành phố New York, Trump đã phát biểu rằng ông ta sẽ chọn CEO của Tesla là Elon Musk làm người lãnh đạo ủy ban hiệu quả của chính phủ có nhiệm vụ tiến hành kiểm soát tài chính và hiệu suất toàn bộ chính quyền liên bang. Elon Musk, người mà các công ty SpaceX và Starlink đã nhận được hợp đồng từ chính phủ hàng tỷ đô la mỗi năm, cho biết là ông ta sẽ quyên góp ít nhất là 45 triệu đô la cho một siêu PAC ủng hộ Trump. Và nói rất hay, thưa quý vị. Ông ta nói rằng tôi mong muốn được phục vụ nước Mỹ nếu có cơ hội. Không lương, tôi không cần lương. Không cần chức danh, tôi không cần sự công nhận. Năm 2015, khi mà tranh cử thì Trump đã gọi những siêu PAC này là một bọn lừa đảo. Nhưng mà giờ đây, 9 năm sau, Trump đang nhiệt tình ủng hộ các siêu PAC này và gọi đó là những nhóm ủng hộ vì dân chủ. Khi mà ông ta đang cố gắng giành lại quyền lực tổng thống năm 2024, Elon Musk và những người bảo thủ giàu có khác, họ đang tài trợ cho America PAC tập trung vào việc thu hút cử tri Cộng Hòa ở các tiểu bang dao động. Siêu PAC chính thức của Trump, MAGA Incorporation, đang phát sóng các quảng cáo tấn công nhằm vào bà Kamala Harris với hơn 100 triệu đô la từ tên nhà giàu Timothy Mellon, một người thừa kế ngân hàng có phần kín tiếng với chính trị cực hữu, và Miriam Adenson, quá phụ của ông trùm cờ bạc Sandon Adenson, đang đổ hàng chục triệu đô la vào Resorts America, một siêu PAC nhằm vào Kamala Harris bằng những quảng cáo tấn công. Và Donald Trump có vẻ như biết ơn sự giúp đỡ của họ, khi ông ta ngụ ý rằng huân chương tự do của tổng thống được trao cho thường dân tốt hơn danh hiệu quân sự cao nhất của đất nước. Khi ông ta khen ngợi bà Adelson, người mà ông ta đã trao tặng huân chương tự do của tổng thống khi ông ta còn đương nhiệm. Tất nhiên, thưa quý vị, bà Kamala Harris, bà ấy cũng có những người ủng hộ giàu có của riêng mình, chứ không phải là không có. Ví dụ đồng sáng lập của hệ thống nền tảng Facebook là Dustin Moskovitz,
Ông ta đã trao cho siêu vét của bà Kamala Harris 3 triệu đô la để ủng hộ. Hay là nhóm Future Forward, một tổ chức đã chi ra 150 triệu đô la cam kết chỉ trong vòng có 24 giờ đồng hồ sau khi Kamala Harris thay thế Biden ở vị trí đứng đầu. Nhưng mà trước công chúng, bà Kamala Harris không hề xu nịnh các nhà tài trợ lớn. Ngoại trừ quyết định cắt giảm đề xuất của Biden về việc tăng thuế đối với thu nhập từ vốn. Nhưng mà gần đây nhất thì Trump có vẻ bối rối. Ông ta nói rằng tôi không hiểu tại sao những người giàu có lại quyên góp cho chiến dịch của Kamala Harris thay vì chiến dịch của tôi. Và viết trên Truth Social rằng tất cả những người giàu có đang ủng hộ cho Kamala Harris, các người đều là những kẻ ngốc nghếch. Cuộc thăm dò của N-Citizen United do công ty dân chủ Impact Research tiến hành vào tháng 8 cho thấy 55% cử tri ở các khu vực dao động của Quốc hội đánh giá đàn áp tham nhũng là rất quan trọng đối với lá phiếu của họ và xếp hạng nó ngang hàng với các vấn đề hàng đầu như tội phạm và lạm phát. Trong khi một số ít người cho biết là họ tin tưởng đảng Dân Chủ nhiều hơn trong việc chống tham nhũng, thì khoảng 1/3 số người được hỏi cho biết là họ không tin tưởng bất kỳ đảng nào được làm như vậy. Tiffany Miller nói rằng cử tri không nghĩ rằng bất kỳ đảng nào có lợi thế trong việc chống tham nhũng. Nhưng bất kỳ ai giành được thông điệp đó đối với các cử tri độc lập sẽ thắng cử. Người phát ngôn của Kamala Harris, Sarafina Chitika, cho biết rằng Donald Trump đã đi từ việc khoe khoang rằng ông ta là một người giàu có và không thể bị mua chuộc, cho đến việc cầu xin sự quyên góp từ những người bạn tỷ phú của mình và hứa với họ sẽ giảm thuế thêm rất nhiều, trong khi vẫn chạy đua để cắt giảm an sinh xã hội và tăng thuế đối với các gia đình trung lưu gần 4.000 đô la một năm. Người dân Mỹ xứng đáng có một nhà lãnh đạo sẽ giảm chi phí cho tầng lớp trung lưu, chứ không phải làm đầy túi cho các tỷ phú. Đó chính là Phó Tổng thống Kamala Harris. Và Jeff Hauser, một chiến lược gia tiến bộ, cho biết đảng Dân Chủ cần phải làm nhiều hơn nữa để biến sự tham nhũng của Donald Trump thành một câu chuyện vận động tranh cử và buộc đảng Cộng Hòa phải phản ứng. Và lời kết cho bài bình luận hôm nay, kính thưa quý vị, Donald Trump, ông ta là nhà lãnh đạo thực tế của đảng Cộng Hòa trong gần một thập niên qua. Giờ đây ông ta không còn coi mình là một người ngoài cuộc chơi chính trị như năm 2015 nữa. Ông ta tự cho mình là một chính trị gia, lăn xả vào cuộc chơi, chơi hết mình để cố gắng giành được chiến thắng bằng bất cứ giá nào, kể cả bán rẻ bản thân, danh dự, sĩ diện và lòng tự trọng. Hình ảnh bản thân của Trump giờ đây đã thay đổi. Trump đã biến tướng thành một con buôn chính trị đúng nghĩa. Trump chỉ còn có một điểm khác đối với những chính trị gia khác, rằng họ tham nhũng và buôn bán mọi thứ từ quyền lực, danh vọng, hợp đồng, ghế ngồi, bổng lộc, nhưng mà họ không bán rẻ bản thân. Còn riêng đối với Donald Trump thì cái gì cũng bán, kể cả bán vợ đợ con, bán cái thân già và bán cả đất nước này, miễn là có tiền. Việt Linh xin mời quý vị thính giả đón xem chương trình tin tức và bình luận với video hay sau 15 phút nữa. Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị thính giả khắp nơi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong video kế tiếp.